Tết năm nay là cái Tết thứ tư của tôi tại Việt Nam. Tôi đang rất háo hức không biết Tết Tân Sửu này sẽ như thế nào. Tôi thích Tết vì đó là khoảng thời gian mà mọi thành viên trong gia đình quây quần bên nhau. Không khí đó thật là ấm áp. Tôi thích nhất là những ngày giáp Tết, khi mọi người háo hức chuẩn bị cho Tết. Năm ngoái, tôi còn cùng với mấy người bạn gói bánh chưng. Thật tuyệt vời khi lại được đón một cái Tết nữa tại Việt Nam. Tôi vốn là một người thích sự tĩnh lặng, nên tôi đặc biệt thích cảm giác được đi dạo vào sáng mùng 1 Tết, khi mà đường phố vắng vẻ, không gian thoáng đãng, chỉ lác đác một vài người qua lại. Điều đó, ý tôi là sự thanh bình tĩnh lặng đó cũng tượng trưng cho sự hài hòa của năm mới đang đến. Có điều gì đó tĩnh lặng và bình yên. Đó là điều mà tôi thích nhất về Tết của Việt Nam. Tôi thích Tết vì đó là khoảng thời gian dành cho gia đình, dù tôi không phải là người Việt Nam. Tôi ấn tượng với việc mọi người chuẩn bị cho Tết. Đó là khoảng thời gian thiêng liêng với mọi người Việt Nam và tôi chia sẻ với họ. Ấn tượng nhất của tôi về Tết Việt Nam là sự đoàn viên, là thời điểm mà mọi thành viên trong gia đình, dù ở đâu cũng về bên nhau, thể hiện sự quan tâm và gắn bó với nhau.